Dương Đà Lạt, Trưng Dương, trường Trưng Dương Đà Lạt. Rồi, đứng lên, đứng lên, nói vài lời cho vui mà, bữa nay gia đình thôi. Trường Trưng Vương, quay giùm em một chút. Đây là đại học trước 75 không ai có, ngoài là thứ thường á. Hello, em chào chào thầy nha. Ngồi vậy, đứng ngay đi. Đứng lên, đứng lên. Đứng rồi. Khó đứng lên. Lên đây ngồi nè. Sương qua đây nè Băm. Rồi, qua đây là ngồi bên này đi. Ghế ông đi. Có cái bàn. Lo cho có cái bàn này tự nhiên nhận tôi là cái gì giống bà em của bà rồi nè. Chị Ba. Bà và bà giống chị Ba đó, bà lại bà nhân chị mà nhớ chị mà đến nội. Cứ nhìn tôi hoài nữa cái bàn. Bà đi trước thì bà kéo bằng sau. À, cho nên con giờ đưa cho cộng dây trước đi. À, đi trước thì kéo sao. Chào. Tại con còn lâu quá rồi sắp rồi. Chào thầy nha. Chào tất cả các anh chị em trong hội trường. Tại vì tôi á, là một người công giáo đặc á, mà tôi chuyên môn đi làm về truyền giáo. Truyền giáo là lấy những người ngoại lương để vào đạo. Cái bố tôi, cái Đức Cha Hiền. Thì tôi đến Mỹ, tôi nhận một cái chức tôi dạy về giáo lý Việt ngữ. Tôi dạy giáo lý Việt ngữ nha. Nhưng mà tôi có cái hay lắm, tôi phải biết trước. Và thứ hai là rất có nhiều bông hồng đến tôi. Cứ mỗi tối về là về, thì nhiều quá tôi vơ tay nó bốc này. Bốc đầu này, bốc đầu kia. Nó buộc kỳ vậy ta. Cái gì mà bông nhiều vậy. Xong rồi có một ngày tôi thấy một ông vua chúng nó gậy lại tôi bóp tôi. Ê, ông về đây làm gì em? Tôi bóp ông á. Cái sao tôi bóp ông thế? Nhưng mà tôi vẫn cứ coi như bình thường. Cái đến cuối cùng tôi đi dạy giáo lý Việt ngữ. Tôi truyền cho các cha luôn đó nha. Các thầy, họ đi tu hết á. Thế mà thầy nào cha nào đến tôi là đi vào nhà rồng liền, đi tu liền à. Có hai ông cha ngày hôm qua tôi đi về diễn kịch. Thì hai ông cha nó lại chào, chào bác Tươi. Thầy chào gì? Đại bác á, con đi tu rồi nè, con ông cha đây. Ủa, tôi nói đúng mà. Thì có hai ông cha vô đi tu lại tôi đi xin. Cha ôm rồi cha hôn nó đấy. Sao bác nói giỏi vậy? Nó nói không phải đâu, ông trời nói chứ tôi nói rồi. Từ vì tôi viết báo cũng là có một cái gì đó các chị ơi. Khi ông nhà tôi viết báo mà tôi viết hai cuốn báo rồi đó. Tôi viết báo về pollution với Mỹ á. Bây giờ hiện giờ tôi xuất báo rồi đó. Rồi và mà khi tôi viết cái tờ báo đó, nói, ủa tại sao cái bà này viết báo mà viết và tôi viết lẹ vậy. Này chú đây chú giúp con nha, con biết cái gì bây giờ đây. Cái xong có một chốc tôi các chị phải đứng đặt vào đức tin. Cái tự nhiên ở đâu nó ra đó, tôi cầm cái viết mãi viết xong cái in vô liền là ra báo luôn, xuất báo. Cái tôi viết luôn một cuốn sách kỳ yếu luôn. Tôi nói ủa sao kỳ vậy ta, học hành thì dốt mà lẽ cái gì, người ta nói học hành thì dốt mà tại lẽ ăn cũng ngon. Cái cứ nghĩ tới như rồi tôi báo cho các chị á, các chị vào đức tin á phải cho vững, đừng có đức tin mà cái gì mới cài vào bề trên hết á, không có bề trên không có mình đâu. Nhưng mà quên như từng nãy giờ tôi nói vớ vẩn mà tôi chưa có giới thiệu về tôi. Đó là cô vớ vẩn viết báo được đâu phải là thường tôi đâu. Phụ đọc Nguyễn, báo không được. Tôi là Maria Nguyễn Thị Tư Công Giáo á nha. Tôi có 8 đứa con. Tôi 6 trai. À 6 girl. 1 boy. À 2 boy. Quên rồi đó. 2 boy thì 1 boy 3 tuổi nó mất. Còn lại bây giờ 1 boy. Nhưng mà con tôi nó thành công lắm. Không phải tôi khoe ra đây. Con tôi là luật sư bác sĩ không à, cái designer không à, 1, 3 luật sư, 1 bác sĩ, mà bác sĩ không phải bác sĩ thường, specialist, chuyên môn ráp cái thận cho baby. Con tôi nó kể về má, hôm xong, hôm nay thận về rồi, con phải trực 48 tiếng, cái là máy bay chở xuống, cái thận vào là con nó đứng ra, con phải đứng là con xếp thận, cho thận vào thằng nhỏ. Xong rồi con kêu bác sĩ y tá đứng gần thôi về nó trội lãm mày hèn mày không có chồng rồi mày. Mày biết đi bồ chứ. Không, con chưa có chồng. Con thích, tại con không có giờ đi bồ. Bây giờ con lấy coi cái con nhỏ hả. Cái này sao rồi. Tại em nói cái anh nó kêu anh cũng bác sĩ.
kêu đi, nhưng mà con lại thấy coi thằng nhỏ, tại vì con vừa đắc thận xong, sao con đi được, từ chối cái nó bỏ con luôn rồi. Đó là con kể chuyện cho các chị nghe đó. Từ vì cái gì mà làm không có phải trả một giá nhiều, không có cái gì mà không có giá hết. No anything sale, không có cái gì phi hết, cái gì cũng phải trả một giá. Một đồng cũng là một giá, mà hai đồng cũng là một giá, phải có giá cả đồng mà. Cho nên em nói vớ vẩn lắm nha, các chị nghe là thì nghe, tại vì em viết đáo là như vậy. Nói làm sao em nói không có ra hồn em không. Còn hôm nay anh Thoại anh đi nữa đó, tại anh biết em là ai không? Em là CIA đó, em làm bên Việt Nam á, em là thư ký Việt Nam á, cho Mỹ á. Em làm mắt vi vùng 2 là nước kêu đi. Ở trong tình báo quốc vậy. Em đây làm mình đó. Mình có tự đang làm FBI đó. Kìa, đang ngồi đó kìa. Đâu? Đó đó đang hiện đang tại chức luôn á, FBI. Chỗ gì nước kêu lại kìa. Đó. Thì xong tôi thấy ông Thọ này mặc cái bộ đồ lính này. Ê ông Thọ, tại sao mặc đồ quân phục đi đây? Tôi la liền à, mà tôi không biết ông là ai hết. Khi anh nhận một bộ quân phục đó, là anh đã nhận được một tờ giấy để đi theo với anh. What they do? Cái bộ đồng phục này dùng lúc anh hành nghề mà thôi. Anh không được mặc sao linh linh đây. Mặc đồ phải hành nghề đoàn hoàng, biết được mặc bộ quân phục của mình. Ông nói cái bà chẳng này ở đâu rồi. Rõ ràng có ông ngồi đấy. Căng quá à. Mà tôi, ông kia đúng rồi đó. Ô không không không, tôi biết người đó, tôi biết ngừng nó không có là tôi bóp ông rồi đó. Đeo vậy như cái nhà trắng á, tính tôi kỳ lắm. Cái tôi không biết làm sao rồi biết được cái gì đó. Ở trên trời xong đưa tôi những chuyện gây chuyện khống về trời. Chữ người này chữ người kia rồi là về rồi họ có ra tù mình ra. Vậy rồi em nói nhiều chuyện lắm. Không chuyện hay con cứ kể. Cái hồi xưa rồi em làm về cái việc đó đó. Nhưng các chị nhìn em tưởng làm vậy á. Em làm được cái ngày đó là em không được về, em không dám về Việt Nam, chứ phải em không được về. Em có đủ tiền để về, nhưng mà em không được, em không dám về. Em mới xin sư phụ để em về Việt Nam, ngó nước Việt Nam một chút. Đó thì em nhưng mà phải nhờ ba đứa con đang hành tài luật sư á, của đệ tử, hai đệ tử này á, phải viết lời cái bộ luật của Việt Nam mình mới về được. À, cho nên trông cậy là ba thằng luật sư kia. Thì ba ông luật sư kia. Nói đến nhà, đến về bắt đầu tiên tại sao nhà em á, anh là người lương, anh trở lại đảo để anh lập gia đình tôi. Thì tôi nói rồi chứ gì, thôi lấy vợ rồi. Cái gì lại đi chút lời ba ngôi, tôi lấy được vợ tôi thôi nhà thờ. Dạ. Nhưng mà bố mẹ tôi không biết làm sao á, gả cho á. Mà tôi cũng không có yêu ông đâu nha, tôi không có yêu lại đâu. Tôi đọc cái tướng ông đấy yêu không thương không à. Từ vì chỉ biết hồi xưa mà ở bên Việt Nam, mà cái thời của tôi lên trên văn phòng làm việc chạy xe ông đang vào cổng cái là có xích mở cho mình chạy luôn. Vào thị xã Cam Ranh á, vùng hai chiến thuật á, làm cho rào người ta mở cổng cho tôi chạy vào, mở cổng cho tôi ra. Hỏi làm sao mà mình không sướng, lại có tiền nữa. Đời nào mà đến những người thấp vậy, sĩ quan không á. Cấp bậc gì gì lấy đại đi tướng không lấy cho con hàng tướng hàng tá bố tôi cứ bảo tôi chứ mẹ tôi với chứ. Ủa, con lập gia đình rồi. Ô, lấy thì lấy nha. Đến ngày mai tôi lên làm lấy cưới rồi con anh sĩ quan này. Bà mẹ lên. Ê, con Tươi nó lấy chồng rồi mà. Nó vô cha làm lễ ngày mai rồi. Thế cho nó, ủa, cái thằng khỉ gió nó bữa trước mở lời mẹ đi, tao lấy rồi. Bà này cũng là sĩ quan đấy con nha. Thế xong em mới bảo chị. Em kể bớt bình với các chị nghe, nhưng mà đời đàn bà nó như vậy đó. Rồi mình lấy xong, thì mình chẳng biết. Cứ sao? Đến khi tôi xa đi vượt, tôi nghe thầy Kiệt này này lên cái đi ông nhà này đòi lên đây coi. Ô thôi rồi, mấy ông vượt biên là thiếu thì mình cũng vượt biên này. Mình cái khi tôi lên tôi gặp ông này, ông Kiệt tôi bảo chứ. Ê ông Kiệt, ông đi vượt biên hả? Vừa, tôi cũng đi vượt biên này, tôi với ông đắp một vai nha. Ê xong ông bảo, ủa chị đi vượt biên hả? Vừa, tôi bảo chứ. Ê Khứ Kiệt, cho tao đồng bạc coi. Đây này bà Thánh. Dạ thì làm sao không biết tôi là bà Thánh. Thì tôi lại còn la không phải tính chị bên cạnh chị hơn. Tại sao bà nói với sư phụ là dẹp đi rồi. Tôi xin thật mà tôi thật lòng. Cho thì cho đi, không cho thì thôi.
cái ông ký cho tôi nào. Ở đây bà Thánh ơi, đây nè. Ủa làm sao ông biết tôi là bà Thánh? Ông nói tôi biết mà, tôi nhìn thấy bà là bà Thánh rồi. Cái tôi nói cảm ơn nha. Tôi lên đầu tiên lên đây làm sao đâu các chị biết không? Tôi lên là tại vì tôi muốn một cái ấm ức trong người mà tôi không nói được với ai. Ông nhà này đã không có cái linh đó, tại vì ông không có về phần cái gì người ta tâm linh đó. Tôi là tâm linh, tôi là tâm linh là có điểm nhiều lắm. Ông này không có phải là thuộc anh gần tôi một cái là người tôi bực bội lắm, cũng như cái bà này đi vào đó, người tôi nó khó chịu. Làm sao? Có người đàn bà mà gần tôi mà có cái đó là tôi ngửi được liền. Cho nên ca đoàn ơi, chị nào có ra khỏi không được lên hát nha, tại tôi là ca đoàn. Tôi là ca đoàn viên đó, tôi tập hát đó. Cái xong rồi mấy người đều có cái bà làm xong mà cái mũi tỉnh vậy. Đó đó nha, tôi có cái đó đó. Cho nên cái điển trong người á, cái điển thanh á, mình có điển thanh mới ngồi để chúng đây được. Tôi biểu với chị Lan đó. Có người nhớ là những người đó khó chịu. Tôi bằng, tôi khó chịu lắm. Tôi mừng ngửi những cái là người tôi nó bị quay. Thế xong rồi tôi những cái gì tôi nói là tôi nói với chị là tôi không có thích lên cái chỗ đám đông mà những người có cái mùi đó đâu nha. Tôi vào một cái là tôi biết trổ ra liền á, tôi chạy ra liền á. Thế đang đúng chuyện mới chuyện vẫn xong rồi. Cái khi tôi nói với sư phụ như Phật viên hay vừa mà tôi không có kêu sư phụ bao giờ đâu nha. Never. Kêu không kịp không à. Đây có một ngày tự nhiên lại đi bà Lan ấy. Đi vào đi vào nhận sư phụ. Nhận thì nhận từ từ nhưng mà phải vô về. Cái ông vô ông bẻ cho từ về ông biết sao cái tán tôi nó lên lặng nữa. Mấy ba hôm có thằng Thông không nhìn thật sự có cái tay thụ dĩa là khó thiệt á, vô hình đó. Tôi thấy to quá rồi đấy, khi không vẽ cho người ta to quá rồi, ta đoàn tôn giáo hát rồi ra làm sao, thấy người mốt rồi sao. Thế xong rồi tôi còn la nữa chứ, tôi về tôi la lúc này á, tôi nói vậy á, tôi nói sao to quá, chắc là ông hầm đúng ông vẽ mặt nhiều. Cái đến khi ông lên ông đi vượt biên, nhưng mà tôi nói với các quý vị á, tại vì tôi thấy rõ ràng khi mà tôi đang còn đọc kinh thương xót cầu nguyện cho công giáo của tôi thì tôi thấy bốn cái xe tăng, bốn năm sau cái xe tăng nghe nó chạy mà có cái gì bịt cái đầu đây này, cứ bịt cái mỏ đây thôi không đủ đâu. Cái tôi mới chạy xuống tôi ăn cơm với gia đình tôi bảo chứ bà ơi thằng Nga nó không có bắn được đâu, tại vì có ai bóp cái mũi này. Mà tôi không có nói được ra, tôi không muốn chia sẻ được ông này không có cái đó. Mà cả gia đình tôi không có cái đó, tôi có cái đó tôi không biết chia sẻ cho ai. Ông này cũng lên trên Long Sơn, tôi cũng đi theo. Tôi vừa gặp ông Kiệt thế này, cha này nói phiết cái tình đài đấy, tôi lên hỏi nó có thấy không nha. Tôi bảo chứ, ông Kiệt, ông có thấy, tôi thấy cái chia tăng đó, nó bóp lại. Ồ có, tôi thấy mấy thiên tàng xuống đó, ông nó mới nói thôi. Chính là tôi người nói với ông đó. Cái xong tôi ông nói, ủa làm sao bà thấy? Tôi thấy rõ ràng, tôi kêu hết cả nhà tôi là Nga không được đâu. Không có bắn được đâu, tụi mắt tôi thấy ngay luôn á. Thế đấy, có một ngày lúc nữa. Đó đó là ngay cái lúc mà hộ khánh, cái bàn thánh đó. Thì bên công giáo, mà mấy ông thánh mà có cánh nhiều lắm, đứng đầy ở ngoài cái sân của mình đây nè. Thì cha cũng đứng đó. Thì sau khi cái buổi lễ đó là mấy ông bay cái dù về bển liền. Thì mấy ông trên bầu trời á, người ta chụp hình, đó là 1,000,000% là thiệt. Giống như real vậy đó, more than real luôn, mà hơn ông, thiệt nữa. Ông nó đâu có phải là một anh em không phải, nhân ngãi thì không. Đâu có gì đâu mà liên hệ. Tôi lên tôi hỏi ông ngay á, tôi nói, vậy ông hay lắm mà, ông có thấy không? Mấy cái súng nó không có bắn được, tôi thấy á. Tôi xưa tại nên tôi là công giáo đấy nha, tôi không phải Phật giáo đâu. Tôi nói với ông ngày đầu tiên á, ông nói bà giỏi quá ha, đến đây mà dám xưng hô tôi là con giáo. Tôi nói ai đúng thế là ai em. Thế xong rồi, ông nói xong xuôi, ông nói ông hỏi một ý với tôi, là tôi thấy cái quả đạo. Thì ông là ông hỏi tôi rằng, khi ông cho tôi đồng tiền xong, ông nói tôi, ê, bây giờ bác nghĩ rằng thằng Nhật có đánh nhau. Xua, nó phải đánh nhau. Ai cũng đánh cái đầu nhỏ của nó bực, nó phải đánh là nhất định là nhất, mày như thật đấy nha.
tôi thấy nhiều lắm nha. Đến khi thằng Nga nó đuổi bao nhiêu dân dân chúng của Nga đó, lính của Nga đi hết đây để nó đưa Juven á, nó có chạy vào trong cái lỗ đó đó, thì là thằng Nga nó cho máy bay xuống, nó giục xuống, nó cái là chết không còn một người nào ra chạy giỏi hết á. Thế nhưng mà tôi nó không có được. Không sao vậy ông là cái, bà làm như bà hay cái gì cũng biết, không có được. Bỏ hai chiếc máy bay lên thì có hai thằng theo còn một thằng phi công xuống, vừa lên một cái là cái máy bay nổ liền, không bắn được thì ra mới cứu được. Ông ấy làm sao mắt bà kỳ, mắt bà thấy không? Không biết, tôi thấy. Tôi lên tôi cũng nói với ông nó vậy. Ông nói ủa bà nhìn thấy, ông ấy còn nói tôi bị tàu có đánh cái ngàn, ông Nhật có đánh không? Nhật sẽ đánh nhưng mà đừng có cầm nhận cho đánh, đánh khổ dân lắm. Nhưng mà bây giờ có một cái nữa tôi mới ra mà tôi biết báo thì nói chứ, người ta nói về cái câu này, cái câu cuối cùng tôi chỉ các chị em này, khôn ngoan á chẳng quản thật thà đâu, khôn mấy khôn phải thật thà thì mới có linh, còn xảo trá không có đâu. Cho nên người ta ví cái câu là khôn ngoan chẳng quản thật thà. Tôi thấy rõ ràng nha, tôi biết chứ, tôi nói thiệt, thằng Nga khôn lắm nè, thằng nào cũng khôn, thằng Ukraine cũng khôn, ai cũng khôn hết. Nhưng mà có một cái ngu mà học không ra, học không sao ngu. Thằng Nga đi đánh giặc, cứ tối ngày kêu Mỹ đi cho Mỹ làm giàu thôi, mua súng mua đạn cho giàu thôi, chứ không được cái việc gì hết. Chốt có một chuyện như nhỏ xí sợ sẹo mà để cho đất nước thua. Hỏi chị ấy, bao nhiêu thằng lính, khí hậu thì lạnh có không độ thôi, bao nhiêu thằng lính nó lạnh phải may supply army cho nó mặc cho ấm. Thằng Nga ngu quá, biết làm gì không? Cho lính nó uống rượu để cho ấm, để cho nó nhặt, nó uống mong nó xỉn mẹ đi con nhà. Nó mới thua. Mấy người có điện nói chuyện. Tôi là design, tôi học về design nữa. Phải cho nó may school supply về army để nó mặc cho nó ấm thì nó mới đánh giặc được. Cứ kêu súng đạn to, súng to đạn thì làm được, vác nặng thấy mùa nổi. Nhưng mà có một cái gì nhỏ là tại sao cho nó uống rượu, ăn uống rượu trên xỉn bố nó đi được, sáng xỉn chiều say, tối lại lăn quay. Thấy thằng đàn ông mà cứ uống rượu cả ngày thì người ta viết cái câu là sáng xỉn chiều say, tối lại lăn quay. Lăn quay đâu có thêm vợ, con vợ nó đâu. Cho nên nó bỏ là đúng rồi. Đó, cho nên tôi nói cái câu đó là phải đừng có cho nó uống rượu. Có đúng không? Các chị em có đồng ý không? Các ông đi đến có đồng ý không? Xong rồi tôi bị bảo vậy. Anh ấy, bà, tôi gọi lên supply cho này. Bây giờ tôi muốn đặt một mớ cái quần áo lính như vậy mà tôi, cái ID của tôi giảm. Ê, dù đủ tiền đủ rồi. Thế nên làm sao tôi không đủ, tôi viết báo ra thì tôi, bây giờ tôi viết lên nha. Nhưng mà mấy người này không để cho họ đánh nhau. Từ tới nay chưa, tôi chưa có cuốn sách đó. Nhưng mà tôi viết về cuốn sách Pollution, về khí hậu á, mà ra báo rồi. Đó là phe hết rồi đó. Đó là người ta kêu không phe, mấy phe đâu, nhưng mà tôi các chị ơi, khó lắm. Lập gia đình mà những người mình nghe không có đi một phía mình á, không có linh, trong lòng nó khó chịu, nó không có chia sẻ nó cho ai đâu. Mà hãy bắt đầu tôi nói cái gì đó, ê, ông không có được nói vậy nha, chết chứ, là khổ lắm á. Thì ông nói, trời ơi, thế gian nó như vậy á, bà đi núi mà ở đi. Tất nhiên là em mà sống với cái cách mà cứ tối ngày thánh thiện như nhã nhẹ anh biết liền, riêu riêu á, thì có nước mà lên núi ở chứ còn ở cái thế gian khó lắm. Thế gian là miêu mô xảo trá, cho nên ghê gớm mà thế gian là gớm lắm. Vì vậy thì tôi lên chia sẻ với các chị ạ, sự thật mình nhận ra là khôn ngoan chẳng quản thật thà đâu, cứ từ từ rồi chuyện đến nó đấy mà. Thì tôi cũng chia sẻ với các chị ạ, ai cũng cứ nói tôi rằng là tại sao tôi có 8 đứa con mà 8 đứa con tôi thành công. Tôi nói rằng khi tôi vượt biên tới nước Mỹ, các chị có biết vườn ai vượt biên mới biết nha, ai đóng trong cái vai đó mới biết nha. Khi tôi ngồi ngoài mũi xe đó, khi lúc hồi đó là đến tháng của đàn bà đó, mà chị, các chị có biết không, sóng mà nó đánh vào vậy đó, vào cái chân vịt lái đó, là bắt đầu người tôi nó thông ra hết,
rồi nó cứ chảy vậy cho đến khi tôi đi tàu. Tàu nó bớt được một cái là người tôi không còn ra tôi nữa đâu. Tôi ra còn có năm xương ở trên tàu thôi. Tại vì cái nước biển nó cứ đánh vào một cái là nó chảy hết trong người mình ra rồi. Mà ăn không ăn. Rồi đi một tháng nằm ngoài biển, đi vượt biển với nhau. Không phải chơi đâu. Đến khi lên đến nơi thì chị biết không, lúc tôi đi vượt biển đó, thì có cái gì đồng tiền nào thì may một mớ cái áo cho đẹp á, cái quần cho chắc, tưởng là sang Mỹ đến mặc cho qua nha. Nhưng mà sự thật ra cái quần sa tanh á, mặc xuống nước mặn á, khi mà leo lên bờ là coi như là mình giống là bà Eva rồi. Cái gì đấy đó là bà Eva đó, chân truồng luôn á. Ông ơi, tóm lại đây là một người cũng có một cái sứ mệnh của cha gửi xuống của thời mạt Pháp chúng ta, cũng đóng một cái màn kịch ở tù ở ngoài Bắc, cũng hát ô, đây là nữ Trương Dương, nữ anh hào của nước Việt, rất là tài hoa và văn chương, và cũng là người mà rất là có lòng tin. Thì từ một người công giáo mà học thức cao như hai vị này, hôm nay mà làm đệ tử của Thiên Tấn Kiệt này, đó là một điều vinh hạnh của chúng ta, đúng không? Cho nên hôm nay Thiên Tấn Kiệt này không có tài để mà nói chuyện với mấy chục triệu người ngoài miền Bắc, nhất là người công giáo. Hôm nay ngoài kia xa xôi có coi cái video này thì mong suy nghĩ lại. Thời nay có nhiều chuyện lạ, nhưng mà mình đừng coi cái lạ, mình coi cái thật. Đó có phải thật không? Thế thế gian này nó biết bao nhiêu màu sắc, nhưng mà màu sắc ở ngoài kia đó, nó hay lắm. Nó giọng nói hay văn chương đều hen chuyện hết. Nhưng mà mình phải có chánh kiến mình coi. Phải đi về với Thượng Đế. Đạo Công giáo cũng là Thượng Đế đúng không? Ngày xưa, lúc mà thời thành lập, 2000 năm trước Chúa Giêsu thành lập, thì là một cái lớp, ai học cũng phải lên lớp. Hôm nay cũng là thời cha, nhưng mà được lên lớp đó là một cách để mà mình thanh lọc mọi thiền và để nhập định xuất thần hồn ra và biết nhân quả nghiệp. Thì là thiên tâm, là đại học của Công giáo, ngày xưa là trung học. Em có đóng một cái phim Tôi Muốn Sống. Tôi mới đóng một cái phim đoàn tụ đó này, đoàn tụ gia đình này. Nhưng mà tôi làm kịch, tôi tập kịch cho tất cả các cô như vậy này, về cái kịch đoàn tụ gia đình ấy, hay lắm. Tôi đóng một cái phim đó, Tôi Muốn Sống. Bây giờ tôi đóng phim mới, đóng cái phim mới mới ra này. Tôi đóng trong cái vai bà mẹ đón con từ đi vượt biên về đó. Tôi đóng những cái vai đó thôi, chứ tôi không có làm được cái vai lớn rồi. Tại cái vai lớn tôi không có giờ. Thứ nhất là phải học thuộc bài. Cái hôm đó bà Kiều Trinh bà kêu tôi, nói ra đây là không rõ, nói thật nha. Bà Kiều Trinh kêu tôi đi lên để thử phim. Thì tôi nói, bà ơi hết lúc kêu rồi, hôm nay đám cưới con gái tôi nè. Tôi không có đi được đâu, cảm ơn nhiều nha. Rồi bà cũng vẫn còn nhớ đó, bà Kiều Trinh kêu tôi đi. Nhưng mà tôi nói, ủa không sao biết được. Từ vì chị lên đóng không đóng gì hết, chị phim đóng phim bất kỳ thôi. Chị đi thăm á, rồi chị đi ra thôi. Ok, nhưng mà cũng phải đi để mà ráp vai chứ. Mình không ráp vai làm sao mình đóng được. Thế xong vậy thôi. Để lúc khác nha chị. Bữa cảm ơn. Tôi thì nhìn tôi không có nổi giang hồ đâu, nhưng mà tôi cảm ơn tất cả các em đệ tử đây này. Như nhỏ mà thấy tôi chào hỏi quý lắm. Mà tôi cũng thương các chị, các em đó. Ngó cái là tôi thương. Không biết tại sao tôi có duyên như vậy. Rồi tôi mới chứ, đáng lẽ là tôi lên đây á, là tôi không bất mãn, tôi không có muốn nghe. Nhưng mà tôi nghe thấy anh Kiệt nói á, bây giờ tôi cứ kêu anh nha. Tại anh Kiệt nói á, sự thật ra anh nó nói những điều mà tôi đang cần muốn. Biết không, tôi đang cần muốn tôi là ai. Và tôi phải nói cái gì, tôi phải làm cái gì. Nhưng mà tôi nằm ở trong nhà, tôi ngủ, tôi nói, tôi đánh mấy ông gia đình, tôi không có ai nữa. Tôi nói, ba ơi, hai mẹ con ở trong cái cây, như cái cây đi cửa ra cửa nhà mình kìa. Hai mẹ con đang khóc ngoài đó đó. Cái tôi chạy ra, tôi nói, chị ơi, dẫn thằng nhỏ ở trong cây đi lạnh lắm.
chị dắt nó ra đến lại, nhưng mà chị khóc quá trời, nó hai mẹ con cứ khóc. Thì ra khi tôi lên nghe sư phụ nói, tôi biết rằng có những cái tâm linh mà người ta mất đi, người ta không có, nhưng mà công giáo có một cái đó nha. Tôi tin xác loài người ta sống lại nha, cho nên những người mà chết họ muốn sống lại để đầu thai, mà họ không có nơi nào để đầu thai. Vì cái câu kinh của công giáo mà tôi lên với các anh chị, thật tình là tôi đang cần muốn làm sao nay tôi học được không? Ông nói những cái gì tôi đang cần học, thành ra tôi với ông ráp đi cái khẩu, ông quét sớm đi ra tôi vô liền à. Đó là cái mà thường cảm ơn tất cả anh chị chịu khó nghe. Đây giải thích cho các đệ tử nghe đó. Hôm nay mình có họ thiêu là tức là mình đã được approve một cái passport đi về trời là khác nhau. Hai cái vong hồn mà đệ tử này có điển mà nhìn thấy, nghe thấy đó là tại vì họ lúc còn mang cái sắc phàm mà họ không có thuộc về register vô đâu hết. Bây giờ con ghi danh vô một cái account Yahoo hay là Gmail thì mình làm một cái account đúng không? Mình vô một cái member một cái website nào thì mình phải ghi danh. Thì hôm nay mình hỏi thiên nó khác hơn cái đó. Mấy con sẽ không có gặp cái trường hợp đó. Khi mình mất đi, mình không có cô đơn như hai mẹ con mà tìm cái gốc cây để ở. Thì nó sẽ có mưa gió, sấm sét. Và đồng thời ma nó cũng ăn hiếp như người đời mình đó. Mà cũ hiếp ma mới là thiệt á. Mình có núi, mình về đây, mình có họ thiên. Thì sau này tất cả những đứa con họ thiên á, họ cố gắng đưa về trời hết. Hôm nay có đệ tử học hành này rồi. Con nói lời sư phụ, con nói nha, sự thật là cái hai mẹ con á nằm lâu lắm rồi mà con không biết, không có học được cái về cái chân lý của sư phụ nói. Nếu con biết con cũng cúng cơm cúng gì á, con ra con mỗi cứ đến 30 mùng 1 là xông nhà đó. Thế nên ê, hai mẹ con nha chịu khó vào cái cây lạnh lắm, làm sao cứ đi ra đêm rồi mới dẫn nó ra. Mỹ đâu có cái gì ăn đâu mà cứ dẫn mình đi. Khóc hả? Khóc, thằng nhỏ với mẹ nó. Cái tôi nói, uống sao mà tôi nghe được mà nhà tôi không có ai nghe. Đây với nhà tôi, anh có, ê, từ hôm ông lên đây á, ông mới thấy được đó, ông mới nghe được đó. Ủa, đúng kìa, nó đang khóc. Nhưng mà mấy đứa nào tôi khóc, nó tội nghiệp quá. Cái mà tôi thấy ông được. Ông có nghe được hả? Và có bây lửa giờ mới được nghe này, bây giờ lửa lên thêm ông sớm giờ tăng lực lên nè. Mới nghe được. Chứ có mình đệ tử nữ này nghe, ông nghe được, bữa nam nghe được cũng hay. Không phải như vậy đâu. Chi ngồi thiền giỏi. Em đi với sư phụ em mới nghĩ ra là có lẽ những người người ta, những đứa bé nhỏ nó phá tay rồi nó cứ về ẩu trả nó vào đâu nó ném đó. Thành ra bây giờ hai mẹ con tôi được bạn. Tức là bác nhưng sĩ mà hôm nay tôi muốn nói với các chị, tất cả các chị anh chị em ở trong đây một điều này. Khi mà tôi đọc kinh tôi cầu nguyện cho cả toàn thế giới, cho tất cả các bà mẹ có bầu được mọi sự bình an và các thai nhi trong bụng được mọi sự bình an. Vì thời bây giờ đó, trong óc tôi vừa đọc với nhà tôi vừa nói như vậy, thời bây giờ đó là bổn phận người đàn bà, lấy chồng phải làm đủ trách nhiệm về người đàn bà. Nhưng mà khi chẳng may lỡ ra có thai một cái khổ lắm, và trong lúc nhất là thời buổi này đó, mà có bầu khổ quá đi. Xin tất cả các chị em chỉ cầu cho cả toàn thế giới chứ không phải người Việt nữa, để những người mà đã mang thai và những cái thai nhi trong bụng được mọi sự bình an.